Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người bình thường như mọi người khác. Bác là cậu bé Nguyễn Sinh Cung, sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước. Bác là thầy giáo Nguyễn Tất Thành, 21 tuổi, xuống tàu đi tìm đường cứu nước. Bác là Nguyễn Ái Quốc, một trong những thành viên tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác là ông ké thân yêu của bà con các dân tộc Việt Bắc. Bác là nhà thơ lớn của dân tộc, tâm hồn lộng gió thời đại. Bác là Hồ Chí Minh, một người bình thường vĩ đại. Sự bình thường ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, thể hiện trong từng việc nhỏ, như phủ sa bồi đắp, qua tháng qua năm, những việc nhỏ dần hình thành nên một phong cách, một lối sống, một mẫu mực về đạo đức cách mạng và trở thành điều lớn lao, thành tài sản quý của dân tộc. Nhà thơ Tố Hữu đã viết: giọng của người không phải sấm trên cao, thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước. Trong những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp gian nan, Bác dặn dò: lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Hay khi Bác đọc tuyên ngôn độc lập và hỏi: tôi nói đồng bào nghe rõ không? Bác kêu gọi: không có gì quý hơn độc lập tự do. Bác chúc Tết đồng bào chiến sĩ: tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Chúng ta cảm nhận đó là lời hịch non sông, nhưng cũng như một lời nhắn nhủ, một điều gan ruột sâu lắng ấm lòng. Sự bình thường ai cũng thấy ở Bác là lời nói đi đôi với việc làm. Bác kêu gọi toàn dân trồng cây và Bác tự mình trồng cây trong vườn, trồng cây mỗi dịp Tết đến. Noi gương Bác, Tết trồng cây từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp trên đất nước chúng ta. Bác kêu gọi mọi người tiết kiệm, chống lãng phí. Bác thực hiện trước, mỗi tuần nhịn ăn một bữa để góp vào hũ gạo kháng chiến. Từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội, Bác không ở ngôi nhà của toàn quyền Đông Dương mà ở trong ngôi nhà của người thợ điện. Mỗi lần đi thăm hỏi đồng bào chiến sĩ, Bác thường đem theo cơm nắm muối vừng để khỏi làm phiền cán bộ, nhân dân, địa phương. Để khỏi vì thết đãi Bác mà thịt cả con bò. Miệng nói tay làm, tai lắng nghe, đó là phong cách người cán bộ cách mạng. Nay ta gọi là sự sâu sát quần chúng, là sự làm gương trước quần chúng. Về nông thôn, Bác mặc quần áo nâu, quần nước cùng dân. Đến với bộ đội hải quân, Bác cầm lái con tàu hải quân trên biển. Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn cho dàn nhạc giao hưởng và đồng bào thủ đô hát trong buổi meeting chào mừng thành công đại hội lần thứ 3 của Đảng tháng 9 năm 1960, v.v. Lúc sinh thời, thường cứ đến tháng 5 sinh nhật, Bác nói với thư ký của Bác bố trí những chuyến công tác xa để Bác tránh chúc tụng lễ hội. Cả cuộc đời Bác kính yêu là cả cuộc đời, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Cuộc sống của Bác giản dị biết bao, tâm hồn vĩ đại biết bao, nhân cách vĩ đại biết chừng nào. Tâm hồn Bác không chỉ lộng gió thời đại mà còn rất gần gũi yêu thương. Xuân về nhớ Bác, nói điều cụ thể trên đây về cuộc sống bình thường giản dị mà rất đỗi vĩ đại ấy, để chúng ta hiểu sâu sắc rằng bất cứ ai, dù trên cương vị nào, lứa tuổi nào, cũng đều cần phải và đều có thể học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu tự hoàn thiện tư cách, đạo đức của mỗi cá nhân, vừa là yêu cầu đối với toàn xã hội, cảm hóa đến mọi người xung quanh, đến cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục này bằng hai câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu: yêu Bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng người vươn tới mãi. Lời thơ ấy đã nói lên tình cảm và nguyện ước của mỗi chúng ta. Đó cũng chính là lời nhắn nhủ, nhắc nhở suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta hôm nay phải tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình trong cuộc sống, xứng đáng với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.